Tuyển Anh đá chung kết Euro 2024, kinh tế hưởng lợi hàng tỷ đô la Mỹ. Đội tuyển Anh đã thua Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024. Đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp mà Tam Sư phải nuốt nước mắt về nhì. Đội tuyển Anh có quyền tiếc nuối khi họ đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc trong suốt giải đấu, chinh phục trái tim của người hâm mộ với tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao độ. Dù kết quả trên sân cỏ không như mong đợi, nhưng tấm vé vào đá trận chung kết Euro 2024 đã tác động rất tích cực đến nền kinh tế của quốc gia này. Dữ liệu từ cơ quan thương mại về dịch vụ khách sạn Hospitality và Trading Index của CGA cho thấy các quán rượu và quán bar ở Anh đã chứng kiến doanh số tăng đột biến từ khi có giải Euro 2024, đặc biệt là trong những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Anh. Trận đấu của Anh với Slovenia đã giúp doanh số bán hàng tại quán rượu và quán bar tăng 33%. Ngoài ra, các trận đấu với Đan Mạch, Serbia và Slovakia lần lượt mang lại mức tăng là 28%, 12% và 11%. Theo Hiệp hội Bia rượu nước Anh, vào ngày diễn ra trận chung kết với Tây Ban Nha, các chủ quán rượu và quán bar bán thêm 10 triệu lít bia, mang lại thêm gần 50 triệu bảng Anh, tương đương 63,5 triệu đô la Mỹ doanh thu. Nhìn chung, Hiệp hội Bia rượu nước Anh cho rằng sự thành công của Anh trong suốt giải đấu đã giúp doanh số bán bia tăng thêm 227 triệu bảng Anh, tương đương 288,2 triệu đô la Mỹ. Hospitality ước tính rằng, với việc tuyến Anh tiến sâu vào trận chung kết Euro, ngành dịch vụ khách sạn sẽ được hưởng lợi thêm 800 triệu bảng Anh, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Song song với nhu cầu xem bóng đá tại các quán rượu, nhu cầu đặt phòng khách sạn cũng ghi nhận tăng đột biến. Sau trận đấu bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan vào ngày 10 tháng 7, phần mềm quản lý đặt chỗ Access Colin ghi nhận hơn 16 lượt đặt mỗi giây, cao gấp 16 lần so với trung bình 1,4 lượt đặt mỗi giây vào những ngày thông thường. Ligan Ben, giám đốc tiếp thị cấp cao tại nền tảng khám phá và đặt phòng Design Me Night cho biết, chúng tôi rất vui mừng khi nhiều nơi đạt tới 90% công suất. Các nhà hàng và quán bar đã tận dụng tối đa cơ hội này so với những năm khác, đây là một sự thay đổi thú vị. Lợi ích kinh tế của Euro 2024 còn vượt ra ngoài ngành dịch vụ khách sạn. Việc tăng chi tiêu tại các quán bar và quán rượu có thể dẫn đến hiệu ứng lan tỏa sang các ngành khác, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp, nhà phân phối và nhiều doanh nghiệp liên quan. Hiệp hội bán lẻ nước Anh đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến 2.000 người mua sắm vào tháng 5 năm 2024. Theo đó, 13% người dân có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho hàng tạp hóa, bia, rượu vang, rượu mạnh và đồ ăn mang về trong khi xem Euro. Ngoài ra, 9% có kế hoạch tổ chức hoặc tham dự các cuộc tụ họp để xem các trò chơi, 6% có kế hoạch mua một chiếc TV hoặc thiết bị điện tử mới và 4% dự kiến sẽ mua hàng hóa khác. Các nhà bán lẻ, quán nhậu và hãng hàng không đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ Anh về mọi thứ, từ bia, burger đến trang phục và các chuyến bay. Nhà bán lẻ Tesco cho biết họ đã lập kỷ lục doanh số từ các trận đấu lớn trong mùa Euro năm nay. Tesco ước tính sẽ có 1 triệu chiếc pizza, 180.000 gói burger và 800.000 gói xúc xích được bán ra. Và để tiêu thụ lượng thực phẩm này, sẽ có thêm 4 triệu lốc bia và rượu táo, 1,2 triệu lon bia không cồn hoặc ít cồn, 2,5 triệu chai rượu vang được bán ra. Đặc biệt, trong trường hợp đội tuyển Anh giành được danh hiệu vô địch, hãng bán lẻ dự kiến sẽ còn bán được 20.000 chai rượu sâm panh cho các hoạt động ăn mừng. Vô địch châu Âu, tuyển Tây Ban Nha kiếm được số tiền kỷ lục. Đánh bại Anh ở chung kết Euro 2024, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha toàn thắng 7 trận, đồng nghĩa với việc thu về tối đa số tiền mà một đội có thể nhận ở giải đấu. Theo cách phân chia tiền thưởng của UEFA ở Euro 2024, 24 đội tham dự sẽ nhận ngay 9,25 triệu euro. Mỗi chiến thắng trong giai đoạn vòng bảng có giá trị 1 triệu euro, hòa được một nửa số đó. Tiến vào vòng 1/8, các đội sẽ được nhận thêm 1,5 triệu euro, trong khi tấm vé vào tứ kết tương đương 2,5 triệu, bán kết 4 triệu và 8 triệu euro thuộc về đội vô địch, 5 triệu cho đội về nhì. Tây Ban Nha đã hoàn tất hành trình trên đất Đức với chức vô địch kèm thành tích toàn thắng 7 trận, điều không đội bóng nào làm được trong quá khứ. Như vậy, thầy trò Luis de la Fuente ẵm trọn khoản tiền thưởng tối đa 28,25 triệu euro. Theo thỏa thuận đạt được giữa ban cán sự đội tuyển Tây Ban Nha, gồm đội trưởng Alvaro Morata, Rodri, Carvajal và Oyarzabal, với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đội sẽ nhận 40% trong tổng số tiền thưởng từ giải trong trường hợp vô địch. Như vậy, chia ra mỗi cầu thủ sẽ bỏ túi 434.615 euro. Á quân là đội tuyển Anh kiếm được nhiều tiền thứ hai giải đấu với 24,25 triệu euro, kém Tây Ban Nha 4 triệu. Vị trí thứ ba thuộc về Pháp với 19,25 triệu.
Hà Lan đứng sau khi kiếm thêm ít hơn 500.000 euro. Những đội còn lại nhận được nhiều hơn 15 triệu là Đức với số tiền 15,75 triệu euro, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhận số tiền 15,25 triệu euro. Hai đội thu về ít nhất là Cộng hòa Séc và Ba Lan, do chỉ kiếm được một trận hòa, cả hai nhận được 9,25 triệu euro. UEFA và chủ nhà Đức hưởng lợi lớn nhờ Euro 2024. Viện Nghiên cứu Kinh tế tại Đại học Munich, IFO, đã dự báo Euro 2024 sẽ mang về 1,07 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế Đức. Số tiền này tương ứng với khoảng 0,1% tăng trưởng kinh tế quý 2 năm nay của Đức. Liên đoàn bán lẻ Đức ước tính doanh thu tăng thêm 3,8 tỷ euro, tương đương 4 tỷ đô la Mỹ. Tính toán của IFO dựa trên số liệu từ giải bóng đá thế giới World Cup 2006 với 32 đội tranh tài tại Đức. IFO ước lượng sẽ có thêm hơn 600.000 khách du lịch nước ngoài và 1,5 triệu lượt lưu trú qua đêm trong thời gian một tháng của Euro 2024. Các con số này không sánh được với World Cup 2006 thuộc phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức cũng dự đoán có tăng trưởng trong các lĩnh vực hướng tới người tiêu dùng. Norbert Kunz, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Du lịch Đức cho biết có thể 2024 sẽ là một năm kỷ lục mới về du lịch ở Đức. Điều này nhờ rất nhiều cổ động viên muốn xem trực tiếp các trận đấu ở Euro 2024. Ngành bia, đồ uống cũng có thể tăng trưởng. Holger Eichel từ Hiệp hội các nhà sản xuất bia Đức nói, các sự kiện bóng đá lớn trước đây cho thấy lượng tiêu thụ bia trong thời gian tranh tài cao hơn mức bình thường. Tại World Cup 2006, doanh số bia tăng khoảng 5% trước và trong giải đấu. Ngoài nước chủ nhà Đức, UEFA cũng hưởng lợi lớn giải đấu. Bản quyền truyền hình để phát sóng trực tiếp các trận đấu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất mỗi kỳ Euro. Năm nay, giá trị bản quyền truyền hình được dự kiến vượt mốc 1,135 tỷ euro, tương đương hơn 1,21 tỷ đô la Mỹ của mùa Euro 2020. Năm 2024, Euro có các tập đoàn lớn tham gia với vai trò nhà tài trợ chính thức toàn cầu như Alipay, Booking, Coca-Cola, Unilever, Hotbrot. Ngoài ra, UEFA còn hưởng nguồn thu từ bán vé, các sản phẩm quần áo, đồ lưu niệm. Theo hãng tin AP, doanh thu dự kiến của UEFA liên quan Euro 2024 là 2,4 tỷ euro từ bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ, doanh thu bán vé, bản quyền thương mại. Con số này lớn hơn nhiều so với tiền thưởng của giải và tiền được UEFA trả cho các câu lạc bộ để nhà cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Hai tháng trước khi khởi tranh, UEFA cho biết 50% doanh thu từ Euro 2024, khoảng 1,2 tỷ euro, sẽ dùng để tài trợ cho phần lớn các hoạt động và các khoản tài trợ phát triển trong 4 năm tới, cũng như bổ sung vào nguồn quỹ dự trữ. Như vậy, các liên đoàn thành viên cũng sẽ hưởng lợi. Trong 20 năm qua, doanh thu từ các kỳ Euro đã được UEFA trích ra một phần để tài trợ cho hàng trăm dự án phát triển bóng đá ở châu Âu, hướng tới hiệu quả lâu dài cho bóng đá và xã hội. Qua 5 kỳ Euro, UEFA phân bổ tổng số tiền tích lũy là 2,6 tỷ euro và thực hiện hơn 800 dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!